Trong giờ học ngoại ngữ tiếng Anh, cô giáo vẽ quả táo lên bảng, muốn học sinh đọc từ apple. Bỗng một học sinh kêu to, ô, cái mông! Cô giáo rất giận, đã mời thầy hiệu trưởng đến để kỷ luật học sinh này vì tội nói bậy trong lớp. Thầy hiệu trưởng vừa bước vào lớp, nhìn ngay lên bảng và nói với cậu bé, em sẽ bị kỷ luật nặng đấy. Tại sao em lại dám vẽ cái mông lên bảng như thế này? Cụ ông và cụ bà đã sống với nhau rất hạnh phúc. Hôm đó là ngày kỷ niệm 50 năm ngày cưới. Hai cụ bàn bạc ôn lại kỷ niệm hẹn hò lần đầu tiên và thống nhất đúng 8 giờ tối, ông bà sẽ hẹn gặp nhau ở gốc cây chuối trong vườn. Gần 8 giờ tối, ông chải chuốt, đầu tóc bóng mượt, quần áo chỉnh tề, sơ vin bồng cốt, rồi ra gốc cây chuối ngồi đợi bà. Hết đứng lên lại ngồi xuống, tuổi già sức yếu, ông đợi đến 9 giờ, mũi đốt sưng cả chân mà chưa thấy bà xuất hiện. Ông lão bực tức, hầm hầm trở về nhà, thấy bà vẫn ngồi ung dung trong nhà. Sao bà hẹn tôi 8 giờ tối gặp nhau ở vườn chuối, mà giờ này bà còn ngồi đây? Bà lão thỏ thẻ, nhưng mà bố em không cho ra. Chiếc xe ma. Vào ngày nọ, một người đàn ông tan ca về khuya. Ông leo lên một chiếc xe buýt và ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Thời gian vẫn trôi đi, ông ta vẫn ngủ, xe buýt vẫn chạy. Chợt ông giật mình thức dậy và thấy xung quanh mình không còn ai. Đường phố thì vắng tanh, tài xế cũng biến đâu mất tiêu. Nhưng một điều kỳ lạ là chiếc xe vẫn lăn bánh một cách chậm rãi. Ông ta hoảng hốt hét lên, cứu tôi với! Bỗng có tiếng thét lên, cứu gì cái thằng kia, xuống để xe phụ tao coi.